mà đập được một cái những cái viên gạch đó với một cái thời gian ngắn và một số lượng gạch như thế thì quả là một công phu. Thì đòi hỏi thứ nhất là anh ta phải có nhiều ngày, nhiều thời gian để tập luyện. Hiển đã làm những cái mà không phải là ai cũng làm được. Thì trong đó có những cái có thể có nhiều người sẽ làm biểu diễn được gặp đập được tàu, nhưng mà với một cái thời gian ngắn như thế thì lại là rất hiếm. Rồi cái thứ hai là có người cũng đẩy, đã từng đâm giáo vào yến hầu và đẩy dùng người đẩy cái chiếc xe thì cũng có người làm, nhưng mà cái tải trọng mỗi người khác. Rồi nhưng mà Hiển vẫn là một người đa năng, anh có thể chơi được nhiều môn như đập đầu rồi các nội ngoại công. Đây cũng là một trong những màn trình diễn ú tim của Quang Hiển, đó là nằm lên bàn đinh, sau đó cho xe ô tô cán qua người. Tiết mục không chỉ khó mà còn rất nguy hiểm cho tính mạng. Để có những cái tiết mục ngoạn mục như thế thì những cái khó khăn trong luyện tập của Quang Hiển là như thế nào ạ? Nói chung cũng có nhiều khi diễn có nhiều khi sơ xuất. Nói chung là ví dụ chẳng hạn như đập chai của mình á, nhiều khi tập hoài lúc trước Quang Hiển tập á thì đập chục lần cũng không bể, mà tay thì sưng bầm tím máu hội tụ. Thì Quang Hiển nhiều khi cũng không muốn tập, mà vì mình muốn nghề, yêu nghề mình phải cố gắng tập. Khó nhất là tiết mục thiết đồ công, vì bộ môn thiết đồ công này nói chung là phải tập luyện rất là công phu và phải kỹ càng. Nhiều khi mà mình diễn mà sơ xuất có thể máu tụ vào não. Và Quang Hiển cũng đã rất tập luyện nhiều năm nay, là tập được nội công thiết đồ công này là được là 4 năm. Sinh năm 1984, xuất thân từ gia đình nghèo, 14 tuổi đã mồ côi mẹ. Để có miếng ăn cho gia đình, có lúc Nguyễn Quang Hiển phải làm bốc vác tại chợ Bình Tây. Công việc nặng nhọc và gian nan ấy đã hun đúc cho chàng trai này một ý chí mạnh mẽ. Rồi Hiển đến với võ thuật, đầu tiên là Vô Vi Nam, sau đó là môn võ Thiếu Lâm. Với Hiển, võ thuật là niềm vui sau những mưu sinh của cuộc sống. Chàng trai này cũng tâm sự, chính những màn trình diễn đã giúp anh tập tính kiên nhẫn, thêm tôi luyện ý chí và hiểu được đạo đức của người nhà võ. Như cái bộ môn của Hiển là bộ môn thuộc về nó khí công, nội công, thì nó đòi hỏi cái sự khổ luyện nó cực kỳ cao hơn là đối với mình môn võ thuật. Thì như vậy thì muốn đạt được những pha biểu diễn của Hiển thực hiện như vậy thì đòi hỏi là phải sự rèn luyện nè, khổ luyện nè, sức chịu đựng. Mà sức chịu đựng ở đây có thể là hơn, có thể là mình nói là dùng từ là phi thường. Thì bên cạnh đó có sự hy sinh về đủ thứ hết, hy sinh như là mình nói về sự thân thể, nó bị ảnh hưởng rất là nhiều. Đâu phải mình tập là nó được thành công đâu, nó cũng phải đổ máu trong đó. Rồi có những cái pha mà thực hiện đi thực hiện lại nhiều lần như vậy, làm đi làm tới làm nhiều lần như vậy thì nó ảnh hưởng đến cơ thể. Nói chung là những cái tiết mục này tập thì nói chung không là khó lắm, ăn thua cái phấn đấu của mình và nội lực của mình có sức hay không. Và nói chung là tập là chỉ mình ngồi thiền, tập đầu trồng chuối,
là những ba động tác quan trọng, mà nếu như mình không tập được thì khó mà thành công. Giờ đây tại thành phố Hồ Chí Minh, khi nhắc đến những màn cung phu và những pha diễn ngoạn mục, khán giả sẽ nhớ đến những cái tên như Lý Bằng, Tăng Kỳ Quang, Kim Tuấn và đặc biệt là Nguyễn Quang Hỷ. Cũng xin nói thêm, đây là những tiết mục nguy hiểm, không phải ai cũng làm được, nên bạn tuyệt đối không được bắt chước. Bởi như chia sẻ của Quang Hiển, để được công nhận những màn trình diễn ấy, không ít lần anh đã bị thương, phải nhập viện khẩn cấp và nguy hiểm đến tính mạng. Xin cảm ơn kỷ lục gia Quang Hiển đã cống hiến cho chúng ta những giây phút thư giãn thú vị, và mong rằng anh sẽ tiếp tục chinh phục đỉnh cao của tinh hoa võ thuật.